Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 1816 bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo quyết định này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm trường hợp thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 vào một trong các trường hợp được xem xét đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Để được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh F0 thuộc đối tượng nêu trên phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cụ thể, đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận. Đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận. Trước đó, theo điều 37 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm thông tư 15/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hợp đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm: thí sinh bị tai nạn, bị ốm, có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi. Điều kiện là thí sinh phải xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên. Hồ sơ xét đặc cách gồm hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp, nếu bị tai nạn, bị ốm hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú nếu có việc đột xuất đặc biệt. Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12. Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Với trường hợp này, điểm của các bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5 điểm trở lên, xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên. Hồ sơ xét đặc cách cần có: đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh, hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, nếu bị tai nạn, bị ốm hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú nếu có việc đột xuất đặc biệt và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12. Là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại điều 5 Nghị định 36/2019 của Chính phủ. Lưu ý, để được xét đặc cách, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo.phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.